Có rất nhiều người khi bắt đầu nhập hàng từ Trung Quốc đều gặp phải một số vấn đề giống nhau, chi phí vận chuyển cao, thời gian giao hàng lâu và đôi khi là chất lượng sản phẩm không như mong đợi. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì bạn chưa áp dụng đúng chiến lược khi nhập hàng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chiến lược mà tôi tin chắc rằng sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhập hàng từ Trung Quốc. Chiến lược này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời rút ngắn thời gian giao hàng đáng kể. Tôi hiểu rằng việc nhập hàng từ Trung Quốc có thể là một thách thức lớn đối với nhiều bạn, đặc biệt là khi bạn đang phải đối mặt với những vấn đề như chi phí vận chuyển cao, chất lượng hàng hóa không đồng đều và những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình giao dịch. Nhưng đừng lo, sau video này, bạn sẽ nắm được một chiến lược toàn diện giúp giải quyết tất cả những vấn đề đó. Nếu bạn đang nhập hàng để kinh doanh hoặc thậm chí chỉ để sử dụng cá nhân, thì đây chính là video dành cho bạn. Và tôi đảm bảo rằng chỉ cần bạn áp dụng đúng những gì tôi sắp chia sẻ, bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay lập tức trong quy trình nhập hàng của mình. Trước khi đi vào chi tiết chiến lược, hãy cùng nhìn lại những khó khăn mà hầu hết mọi người gặp phải khi nhập hàng từ Trung Quốc. Bạn có thể đã gặp phải tình trạng hàng về chậm hơn dự kiến, hay phải chi một khoản phí vận chuyển khá lớn khiến giá vốn tăng lên. Thậm chí, có khi bạn còn phải đối mặt với những sản phẩm không đạt chất lượng, không như mô tả ban đầu. Những vấn đề này không chỉ gây tốn kém mà còn khiến bạn mất đi sự tin tưởng của khách hàng nếu bạn kinh doanh. Điều này là do nhiều bạn chưa nắm rõ quy trình chọn nhà cung cấp uy tín, chưa biết cách đàm phán giá tốt và chưa biết lựa chọn dịch vụ vận chuyển phù hợp. Vậy làm thế nào để tránh được những vấn đề này? Đó chính là lý do tôi muốn chia sẻ với bạn một chiến lược đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Chiến lược này bao gồm 3 bước chính. Đầu tiên, bạn cần phải tìm một nhà cung cấp đáng tin cậy. Điều này cực kỳ quan trọng vì nó sẽ quyết định toàn bộ quy trình nhập hàng của bạn có suôn sẻ hay không. Tôi khuyên bạn nên sử dụng các nền tảng lớn như Alibaba hay 1688. Đây là những nơi mà bạn có thể tìm thấy hàng ngàn nhà cung cấp với đa dạng sản phẩm và dịch vụ. Khi tìm kiếm, hãy đặc biệt chú ý đến hai yếu tố: đánh giá của người dùng và số năm kinh nghiệm của nhà cung cấp. Những nhà cung cấp có nhiều năm kinh nghiệm và nhận được nhiều phản hồi tích cực thường sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Điều này giúp bạn tránh được rủi ro khi làm việc với những nhà cung cấp mới hoặc chưa có uy tín. Một mẹo nhỏ nhưng rất quan trọng là bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp. Điều này có thể thực hiện qua các công cụ chat trực tuyến trên nền tảng hoặc email. Trong quá trình liên hệ, hãy hỏi thêm về sản phẩm, quy trình sản xuất và thậm chí yêu cầu các chứng nhận chất lượng như chứng nhận ISO, chứng nhận xuất xứ hoặc các tiêu chuẩn an toàn khác. Việc này không chỉ giúp bạn có thêm thông tin chi tiết mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn trong mắt nhà cung cấp, làm tăng cơ hội nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ họ. Ngoài ra, đừng quên kiểm tra xem nhà cung cấp có cung cấp dịch vụ hậu mãi hay không, như chính sách đổi trả hàng, hỗ trợ bảo hành sản phẩm. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi hợp tác lâu dài. Thêm vào đó, nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về một nhà cung cấp nào đó, hãy thử tìm kiếm thêm thông tin từ các nguồn khác như diễn đàn người dùng, nhóm trên mạng xã hội, hoặc thậm chí liên hệ trực tiếp với những khách hàng cũ của họ. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về mức độ uy tín và chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp. Sau khi đã chọn được nhà cung cấp uy tín, bước tiếp theo vô cùng quan trọng chính là đàm phán giá cả. Đừng ngại yêu cầu báo giá từ nhiều nhà cung cấp khác nhau và sử dụng thông tin này để thương lượng nhằm có được mức giá tốt nhất. Hãy nhớ rằng, giá cả là một yếu tố bạn hoàn toàn có thể kiểm soát nếu biết cách đàm phán khéo léo. Đôi khi, một cuộc đàm phán thành công có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, đặc biệt khi bạn nhập hàng với số lượng lớn. Để có được mức giá tốt nhất, bạn có thể áp dụng một số chiến thuật như đàm phán về giảm giá khi mua số lượng lớn, yêu cầu các ưu đãi bổ sung như miễn phí vận chuyển hoặc giảm giá cho các đơn hàng tiếp theo. Quan trọng nhất là luôn giữ thái độ tôn trọng và chuyên nghiệp, vì điều này không chỉ giúp bạn có được giá tốt mà còn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung cấp trong tương lai. Ngoài ra, trước khi đặt hàng số lượng lớn, hãy yêu cầu nhà cung cấp gửi cho bạn một hoặc vài mẫu thử sản phẩm. Việc kiểm tra mẫu thử là bước không thể bỏ qua, vì nó sẽ giúp bạn đánh giá chất lượng sản phẩm thực tế và phát hiện những điểm cần cải thiện hoặc điều chỉnh. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố như chất liệu, độ bền và thậm chí cả bao bì sản phẩm. Nếu có bất kỳ điều gì không đạt yêu cầu, đừng ngần ngại trao đổi lại với nhà cung cấp và yêu cầu điều chỉnh. Một khi bạn đã hài lòng với mẫu thử và mọi điều khoản đã được thống nhất, bạn có thể tự tin đặt hàng số lượng lớn mà không phải lo lắng về chất lượng nữa. Đây cũng là lúc bạn nên thỏa thuận các điều khoản giao hàng, đảm bảo rằng mọi thứ đều rõ ràng và được cam kết bằng văn bản để tránh những rủi ro không mong muốn. Ngoài việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, bạn cũng nên kiểm tra khả năng đáp ứng của nhà cung cấp. Họ có thể đáp ứng đơn hàng số lượng lớn trong thời gian cam kết không? Họ có linh hoạt trong việc xử lý các yêu cầu thay đổi không? Những yếu tố này cũng quan trọng không kém trong việc đảm bảo quy trình nhập hàng của bạn diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, một bước không kém phần quan trọng trong quá trình nhập hàng từ Trung Quốc đó là lựa chọn đơn vị vận chuyển đáng tin cậy. Đây là yếu tố quyết định hàng hóa của bạn có được giao đúng hạn và trong tình trạng tốt nhất hay không. Khi bạn đã hoàn tất việc đàm phán và kiểm tra chất lượng sản phẩm, việc đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng thời gian là bước cuối cùng để hoàn thiện quy trình nhập hàng hiệu quả.
Trước hết, hãy tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ vận chuyển có đánh giá cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bạn có thể tham khảo đánh giá từ các doanh nghiệp khác hoặc tìm kiếm thông tin trên các diễn đàn, trang web chuyên về logistics. Một đơn vị vận chuyển có uy tín thường sẽ có mạng lưới rộng khắp và khả năng xử lý các tình huống phát sinh một cách chuyên nghiệp. Điều quan trọng tiếp theo là chọn dịch vụ vận chuyển có cung cấp tính năng theo dõi lô hàng trực tiếp. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng kiểm soát tiến độ giao hàng mà còn giúp bạn cập nhật tình hình vận chuyển theo thời gian thực. Việc này rất hữu ích, đặc biệt khi bạn cần đảm bảo hàng hóa đến đúng thời điểm, nhất là trong các đơn hàng lớn hoặc những lô hàng có giá trị cao. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo và có thể xử lý kịp thời. Một số đơn vị vận chuyển còn cung cấp các dịch vụ bổ sung như bảo hiểm hàng hóa, dịch vụ kho bãi và xử lý thủ tục hải quan. Những dịch vụ này không chỉ giúp bảo vệ hàng hóa của bạn mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt rủi ro trong quá trình vận chuyển. Nhớ rằng, việc lựa chọn đúng dịch vụ vận chuyển sẽ giúp bạn tránh được những sự cố không mong muốn như hàng hóa bị thất lạc, hư hỏng hoặc giao trễ hạn. Điều này không chỉ bảo vệ lợi ích của bạn mà còn giữ gìn uy tín của bạn trong mắt khách hàng. Hy vọng rằng với chiến lược này, bạn sẽ có thể tối ưu hóa quy trình nhập hàng từ Trung Quốc của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Và đừng quên áp dụng ngay những gì bạn vừa học được để thấy hiệu quả rõ rệt.